Năm ngoái có cái video mà mấy ông cháu ăn lựu. Năm ngoái mấy ông cháu có cái video ăn lựu là đặc sắc. Có cái cây kia nó nhưng mà nó cao lắm. Quả lựu nó to nhưng nó ở trên cao. Dần dần những quả này là hỏng hết rồi này. Kiểu cái cơ chế ở mình, thứ nhất là kiểu lựu nó đi đường ấy. nó đi về thế là cây nó đang ở cái chế độ gọi là tự bảo vệ. Đó với quả nào to này. Đấy nhỉ. Quả kia cũng được này. Nhưng mà để như này cái ruột nó đỏ như này là nó không chưa đỏ đâu. Quả này thì để cho nó chín được thì chín. Có lúc lấy cái quả to lắm nhưng mà nó đang chuẩn bị nó hỏng. Quả này cũng chưa to lắm. Có quả kia đẹp nhưng mà quả này cũng đẹp này. Quả này cũng đẹp này. Từ Tết đến bây giờ là còn nó hỏng đây này. Kiểu cơ chế nó tự bỏ ấy. Còn có lẽ là phải bọc túi bóng. Về mình cũng bọc túi bóng. Nhưng con này kia nó lại sợ hỏng. Đít nó bị thối. Cơ chế của nó là tự bỏ quả ấy. Nó về đây á, phải bọc cả quả. Bọc cả quả không nó thối. Cái loại kia kìa. Loại cây vanh 20 kìa, bảo cái thủy nó bấy cho. Cây nếu mà bán lẻ tầm 3 triệu rưỡi thì đấy. Nó chính là dòng lựu này này. Để tôi thực ra nếu mà cắt thì cắt đấy lắm, nhưng mà đang tìm cái quả to to để cho các ông xem. Chứ quả này thì ăn gì, ruột bên trong nó bắt đầu nó đỏ rồi này này, đẩy nó nứt này. Rồi quả này rồi cũng thối. Nhưng mà đã cắt để làm mẫu thì cắt gì quả này. Hôm nọ Cường nó còn ăn cái quả xanh lè nó khen ngọt. Mẹ nó mà ăn được những quả này mà như hôm tôi với thằng Quý với cả thằng em Hùng thì chắc là nó mê luôn. Cái lựu này thì tôi bảo rồi. Nó ở bên kia nó 70 giống cơ. Phải tìm quả nào nó to to vào. Quả này thì to gì? Quả này không to. Nếu mà mã đẹp nhất thì có lẽ là cái cây ngoài cổng ấy kìa. Nhưng mà không ấy. Cây ấy từ năm ngoái thế này. Nhưng mà vừa rồi nó tự ra hoa ra quả nhưng mà không bọc ấy. Cho nên đẩy quả nó đây. Cho nên là nó xám. Phải tự bọc. Cây này bây giờ là nó giá trị nhất vườn. Từ năm ngoái to lắm. Năm ngoái anh em chúng nó toàn bán 200-300 triệu. Để tôi cho mọi người xem cái quả mà nó. Mã nó khá là đẹp. Cái loại 3 triệu rưỡi hôm qua hôm kia về đấy. Thế là giá bán lẻ. Còn anh em với cả bán số lượng thì lại khác. À đây quả này đây. Đây nha các ông nhìn này. Tôi bảo là quả lựu nha thì là nó khi nó chín ấy, thì nó trúc xuống. Nhưng quả này thế này nó nằm ngang này. Để tôi cắt cả cành đúng không các ông lại bảo là rán. Đây nha nhìn cái cành to này. Thực ra nếu mà tay mình khỏe thì mình sẽ cắt cả cái cành to này cho các ông. Để cho các ông biết là nó không bị ấy. Nó không phải là rán 502 mới không phải là buộc. Đây này. Mọi người nhìn đây này. Đây, cắt cả cái cành này. Nhưng mà tay tôi nó yếu. Tổ sư. Cắt cành to quá thì nó không ấy được. Mà cái kéo là được kéo đều. Kéo phải đổi tay. Còn các bạn ở trên mạng các bạn sẽ thấy là chúng nó video chúng nó dựng rất là nhiều. Ngay cả việc của tôi này. Tôi ra đây tôi quay một mình như này. Nhưng các bạn phải biết là các video mà các bạn thấy kể cả đi ăn hay đi các thứ gì là toàn có một thằng khác nó cầm video. Thế bây giờ tôi bảo một anh em nào đấy đi theo thế là chúng nó không có, chúng nó lại phải đi theo mình. Thì công khi có một cái video này nó rất là cao. Đây các bạn nhìn đây này. Nhưng mà cái kéo này nó hở bà nó miệng, tự nhiên lấy cái kéo đều. Đây này. Nếu mà buộc chỉ mới dán 502 thì các bạn bảo là dán từ đây đúng không? Dán làm sao được để giữ được cái cành như thế này. Quả nó như thế này. Nhưng quả này nó có triệu chứng nó thối thế này tôi mới cắt. Còn quả mà mã nó đẹp xong cái cuống đít này này nó rất là đẹp này. Thì ở trên cái cây ngoài cổng cơ. Cho các bạn xem nhưng chắc chắn một điều là cái quả này ở bên trong ruột nó vẫn chưa đỏ như ảnh chụp đâu. Đây. Ấy. Đây nha, cuống đây nha. Còn các bạn bị trên mạng chúng nó buộc chỉ mới dán 502 nhiều cho nên bây giờ tôi nói các bạn lại không tin. Thế này. Quả về nó cơ chế của nó tự dụng đây. Để nó bảo toàn cây. Đây. Đây ra đây cho các bạn xem. Hôm nay còn chuẩn bị cả dao. Đây cho các bạn xem. Cuộc sống như tôi đây này nó hướng tới tự do đây này. Con thằng Mạnh nó bảo là thế ông đã bao giờ ông gặp cái trường hợp mà cơm không đủ ăn chưa thì lúc ấy ông mới tìm mọi cách để ông bán hàng.
Nhưng mà về đến bây giờ thì mấy cả cuộc sống của tôi nói chung là do, chắc là do kiếp trước tôi tu hành thế nào ấy. Cho nên cái kiếp này hầu như không không ở cái mức gọi là chết đói. Bạn nhìn cái cốc uống nước nhựa các ông bạn có đây này. Mà quả này tôi nói trước là quả này chưa thể chín được. Muốn chín là nó phải to, mà mình cũng không hình dung ra, nhưng chín là ở trong đỏ. Và cái vỏ ngoài nó cũng rất là đỏ. Đây cả cành của nó đây. Các ông cứ bảo là dán 5-2 với buộc chỉ. Tại vì cuộc sống của ông, các ông bị buộc chỉ nhiều quá, cho nên là không tin những cái video này. Video của tôi làm gì có ai quay cho tôi để tôi cắt đầu. Còn các video khác người ta muốn bán giống nha, người ta mua lựu ngoài chợ ấy, hoặc là mua cái lựu đắt tiền ấy, người ta buộc chỉ với người ta dán 5-2. Nhưng mà các cái video này các ông toàn thấy tôi quay trực tiếp, tôi phát trực tiếp cho các ông đang xem này này. Còn các ông muốn biết trực tiếp hay không thì các ông bây giờ là 13:58. Đang có 85 ông, các ông đang xem. Các ông đặt câu hỏi là phát tôi trả lời luôn thì là các ông biết là tôi đang phát lại hay tôi đang thế nào. Ông trụ vương đang xem. Là ví dụ như các bạn hay ở trong cuộc sống ấy, các bạn bị người ta lừa dối lắm rồi, cho nên những cái người ta nói thật thì các ông lại cứ nghĩ là thằng này cũng lừa dối. Nhưng mà đây, các ông cứ bình luận là tôi trả lời cho là các ông biết ngay là tôi đang nói thật hay nói dối. Và tức là tôi có phát lại video hay không. Còn cái giống này thật sự là lúc nãy tôi vừa nói với cả con thằng Mạnh ấy. Tôi bảo cái giống liệu này thì tao quay thứ nhất là phục vụ bà con. Tại vì là thực tế là bà con cũng luôn luôn đau đáu là trồng cái gì nuôi con gì. Cái thứ hai là quay cái loại này thì nói thật ra là tao thấy nó ngon. Và nó không áy náy đương tâm. Chứ còn bây giờ mà bảo tao quay ổi New Zealand với cả nho thân gỗ thì nói thật ra là nếu mà thiếu tiền thì tao quay. Tao bán gọi là vui chơi. Chứ còn bình thường tao ăn không thấy ngon thì tao chả việc gì tao phải quay. Quả này nó cũng bị ấy này. Bị sâu. Đây các bạn xem cuống này. Ok rồi, Kha Văn Phạm chưa? Còn bình thường các bạn sẽ thấy là nó quay đẹp quá em này này, Trần Dũng này. Tức là bình thường các bạn sẽ thấy là nó quay xong rồi nó ghép. Nó ghép những cái video, từ những video nó ngắn ngắn xong nó chụp ảnh nó ghép vào. Ra chợ nó mua 502 hay là nó mua quả lựu ấy, nó dán lên cây để cây nó rất là sai. Cây nó rất là sai. Thì lúc ấy các bạn sẽ bị cuốn hút bởi cái việc là quả nó rất là sai như thế. Thì các bạn không biết là nó buộc chỉ hay nó dán 502 hay là nó làm cho cây. Còn cái việc ví dụ như quả này của tôi nó thực đây này. Cây vừa cắt quả thì nói chung là tôi cũng dặn anh em là bán tầm 50 triệu. Tầm như vậy. Còn nếu mà các bạn mà mua qua mạng hoặc là thằng em Linh nó bảo là cây anh vừa bảo 50 triệu thì có đơn vị nào bán 140 hay là 160 ấy, tức là khách hàng ấy. Thằng em Linh nó đi giao cây thì khách hàng bảo cây này bao nhiêu tiền, thế thằng em Linh mà thấy bây giờ trong này anh Tuân bán 60 triệu thế nào bảo là vừa mua 140. Còn tôi không động chạm vào ông nào, ông bán 140 kệ ông nhá. Tại vì thực ra người ta bán 140 thì thứ nhất là có thể là người ta một tháng người ta bán ít. Một tháng người ta bán một cây này hoặc là một năm người ta bán được 1-2 cây. Các bạn giống như kiểu là các bạn bán bất động sản hay gì đấy. Còn đôi khi nói về trong cuộc sống, nếu các bạn mua rẻ thì các bạn muốn mua rẻ thì nó có hai trường phái. Một là các bạn mua của cái đơn vị nào nó bán hàng thường xuyên. Hai là nó bán nhiều. Nhưng mà thực ra với những người bán nhiều thì người ta lại không bán rẻ quá đâu. Người ta bán kiểu bán được số lượng nhiều thì người ta không bán rẻ quá. Còn những ông mà kiểu đói sắp chết rồi thì là người ta bán kiểu bán thanh lý. Nhưng mà nếu các bạn mua một cái đơn vị nào mà nó ổn định ấy, thì thường là các bạn thấy là nó ổn định từng năm một, nó bán rất là nhiều. Tôi không nói về vấn đề giá. Còn với chi phí người ta bằng một năm hoặc một tháng người ta chỉ bán một cây thì người ta phải bán ra ý, người ta phải lấy lãi như thế để người ta một tháng người ta chỉ bán một cây. Còn nếu mà một đơn vị nào mà bán thanh lý là các bạn cũng phải nghĩ đến cái vấn đề là nếu người ta bán thanh lý là giá nó rất là rẻ, nhưng cái việc bán của người ta là bán xong ý là các bạn không gặp được người ta ở cái cây ý tiếp theo đâu. Tại vì đã thanh lý rồi thì làm gì còn. Đây cuống này. Nói sơ qua những cái vấn đề ấy, tại vì đôi khi chúng ta gặp thắc mắc trong cuộc sống. Các bạn cứ nghĩ là mua của đơn vị nào bán nhiều, xuất hàng đều đều là nó được rẻ nhất. Nó chỉ ở một phạm trù là đấy thôi. Còn việc rẻ nhất là phải gặp những cái ông nào mà ở trong giới ấy, các bạn biết cái giá trị của cây nó bao nhiêu. Các bạn biết là nên hội nên nhóm mà các thứ linh tinh, quả này cũng không được đẹp. Quả này nói chung nó bị ấy đít này. Còn nếu mà đẹp phải cây ngoài cổng nhưng nó cao lắm. Mẹ nó quá cao. To này nhưng mà chưa chín đâu. Quả này phải 7 lạng, 7-8 lạng. Đây này, quả này khoảng 3 lạng đây này. Quả này tầm 3 lạng, 4 lạng này. Còn đây tôi bổ cho mọi người. Còn nó bảo đẹp chứ, thực ra là quả này cái mã nó hơi xấu. Các bạn muốn xem quả đẹp đẹp nhất vừa nào. Nhưng mà nó mất công lắm. Phải ra bắt thang xong rồi bắt thằng siêu gà nó chảy cơ. Cái cuống của nó cực đẹp luôn. Nó cao. Các bạn nhìn chưa? Ăn đấy ơi, con này cầm đi đâu đây?
À, mang về cân á? Thôi cân làm gì? Đây cho người ta cái cốc này người ta biết. Còn đang phân tích cho người ta là cây nào, cây nào mà nó thật, video nào đang phát trực tiếp thì các ông ôi kinh quá nhỉ, hôm nay hơn trăm người theo dõi, hơn trăm người xem. Các ông xem tôi làm gì, tập trung mà làm ăn đi. Đây lá hoa đây, cây vừa cắt ở trên cây đây, không phải bảo 502. Mấy cả nói chung là khi các bạn kiểu trụ vương đấy. À, mày bổ đi. Có biết bổ không? Đây cho các ông xem cuống này. Thực ra cái cây này nó quả nó mọc ngang, im. Đây cho các ông xem này. Cuống này. Đấy, cuống này này, không lại bảo là dán 502. Đấy. Còn cái chuyện mà đảng VOV viết mà chúng nó cứ phát các cái chương trình ngồi tù của khá bảnh mấy chăn lợn mấy cả. Ơi đéo biết làm rồi. Em làm người ta ấy ở phía trên này này. Ấy đầu này trước. Ấy đầu này trước à? Đấy người ta khoét vào đấy xong người ta chia đều ra. Ơ quả này đéo thối. Ừ. Ờ. Tao nhìn thấy cái này thằng Dũng nha, nhìn đây là tiếc lắm đấy. Con Dũng nó tao tưởng là thối tao mới cắt đi. Chứ còn vì mấy cái lai ảo với mấy cái vớ vẩn này thì quả này là nịu đỏ Ấn Độ nên là khi nó chín nó phải đỏ chót, đỏ tím sẫm mà như màu rượu vang ấy. Thì quả này đây đâu? Quả này đã chín đâu. Đảm với người ta thế cho người ta biết. Mẹ quả chín nó phải tầm cân không ạ? À? Chứ còn quả này vẫn còn xanh như này. Nhưng còn cây quả đang ở trên cây thì làm sao mà chín được. Các cái đơn vị khác mà mua cái quả chín rồi người ta bán ngoài chợ ấy, không treo lên cây hoặc là người ta đặt khoảng mấy trăm nghìn người ta treo lên cây thì sẽ được chín. Nhưng mà bổ trên cây này làm sao mà được chín được. Con là cường, đây này vẫn còn xanh như này, các bạn nhìn vẫn còn xanh nhá. Xanh rất là nhiều luôn nhá. Ăn rất là ngọt. Ăn rất là ngọt. Có cái đợt mà tôi với ba chú cháu ăn thì công nhận là quả nó tiệm cận cái mức độ mà xuất chuồng. Đến Tết, quả là đến Tết mẹ ngọt. Quả to, ngọt. Rất ngọt. Mẹ hai đứa rồi còn đẻ sinh đôi. Tức là nói chung là với cái dòng nịu này thì tôi không ngại với miếng cả quảng bá cho mọi người. Và nói thật nha, khi nó chín nha là nó đỏ, đỏ vỏ. Vỏ nó rất tím màu. Tao biết ngay mà mày đéo biết bổ. Bổ người ta chia xong người ta chia thành múi. Ui. Thế này quay video đúng là bọn cứ vớ phải con ấm mơ. Nó phải đẹp. Còn cái loại này thằng Cường hôm trước ăn cái quả xanh lẻ nó cũng bảo ngọt. Nhưng quả này bây giờ nó ngọt như thế này mà. Có hai loại đấy nhá. Nếu mà cái dòng này là thì nếu các bạn bổ cái loại này thì bây giờ hiện tại bây giờ nó đang chua. Nhưng mà mai sau nó chín là nó ấy như này. Còn tôi vẫn nhắc đi nhắc lại rồi, bên Trung Quốc nó. Bên Trung Quốc à, bên Mông Tự nó 70 giống nịu cơ. Còn về Việt Nam thì nói chung là một thằng đầu tiên bảo là nịu Ấn Độ thì thằng khác cũng cứ nịu Ấn Độ. Nhưng mà bây giờ mà để mà phân tích thế nào liệu Ấn Độ mấy cả liệu Ai Cập mấy cả các loại liệu khác thì thực tế là nó phải khép cái háng vào. Mẹ cái háng cứ tơ hơ, tôi cũng không để ý cái chỗ ấy đâu. Ờ, tôi phải nói thật, ôi các ông thế thì nhìn hết rồi, khổ thật. Mày có ấy không đây? À, váy nó dài như thế này, phải sao đó? Ừ, váy nó dài thế này cơ mà. Các ông thì kinh nhỉ? Quá kinh luôn. Đang nói về nịu nhưng mà nó hở hết vào rồi đấy, các ông thấy không? Tôi cũng không cố tình để ấy đâu. Mình khép cái này còn đéo gì nữa. Không có ý tình câu like câu view đâu. Mấy cả nói chung là nịu này thì để mà xuất sắc của nó ấy, cái vỏ ngoài nó phải đỏ. Còn cái loại này cũng là nịu Ấn Độ, mấy nịu cái đéo gì đây, nhưng mà Nó là mã trắng. Mã trắng xong mai sau nó chín thì nó đỏ. Mẹ chuột nó đã lên đây nó gặm rồi, khôn không? Nhiều các ông xem nai là không khôn bằng chuột. Chuột nó vào đây nó đã gặm này. Các ông thấy khôn không? Hay thằng bỏ mẹ nào cấu này, này. Cấu ra định nếm này. Đây này. Nộ hàng rồi à? Nâm này. Cái chèo mong hớt. Đây này. Ơ cái kéo tao đâu nhỉ? Nói chung là phải tìm. Thứ nhất là cái quả nào mà nó đỏ vỏ ngoài. Nó đỏ thực đấy cơ. Mấy cái thứ hai là nói chung là nó to, nó đỏ. Không rồi, cái thứ ba nữa là nó. Chứ còn nếu mà với những cái như thế này thì các ông nhìn cái mã ngoài nó rất là đẹp nhưng mà bổ ra nó vẫn trắng. Trắng nó tự nhiên nó mất tính chính danh rồi. Các ông bảo quả cây nó đang ở trên quả nó đang ở trên cây như này thì làm sao mà các ông bảo chín được? Các ông làm sao mà chín được? Đây còn do là cái cơ chế thì hôm trước cũng giải thích cho các ông tại sao mà quả nó thối như này là tại vì ở bên ý thì xong rồi như kiểu người ta ấy. Bây giờ các ông đang ngồi một chỗ mà tự nhiên bị nhét lên một cái xe khách xong đi tầm 200-300 cây số, tầm 1000 cây.
thì đến nơi kia các ông có mệt hay không? Mệt thì là cơ chế của cây này là mệt là nó sẽ bỏ bớt quả. Mình không cắt thì nó cũng tự bỏ quả. Các bạn hiểu chưa? Quả thì rất là to rồi, nhưng mà cái chính là tìm cái loại quả nào mà nó xuất sắc chứ còn. Như quả này có lẽ bổ là nó sẽ đẹp mã hơn quả kia đấy. Tại vì bắt đầu nó đỏ đỏ này. Còn nếu mà quả mà xuất sắc nhất ở cái vườn này thì phải cây ở ngoài cổng cơ. Cây ngoài cổng nhá, cái dái của nó dài như này này. Cái dái nó dài như này này. Và nó bắt đầu nó đỏ khe lên rồi. Chứ các bạn nhìn những cái quả mà nó bằng cốc như này, mã quả nó đẹp không? Đấy. Mã quả rất đẹp nhá, rất bóng. Còn nếu mà cái loại này vỏ nó còn bóng hơn. Chả bọc là biết gì. Nhưng bên ấy tất cả những quả của nó đều bọc đấy. Chứ không phải không có quả nào bọc đâu. Còn bọn giới đất hỡi nó về nó đéo bọc cái cây từ năm ngoái này cho nên là quả nó bị như như ta. Xong rồi cho ăn chứ cái thứ thì chúng nó không lấy này. Quả rụng tươi rồi. Cây này bây giờ là giá trị nhất vườn đấy. To nhất vườn. Nó to à. Nhưng mà vì là anh em không biết chăm. Đây này cái dòng nịu hôm trước đây này. Có hai cái loại chậu này thì nó đắt hơn. Nó là cái dòng khác. Còn những cái loại như thế này là giá anh em chúng nó thường là bán tầm 3 triệu rưỡi 4 triệu. Cái này bán lẻ. Bánh gốc tầm 20. Bọc đấy, phải bọc được chứ. Người không làm gì được đâu. Phải bọc nếu các bạn muốn làm. Xong rồi tí là tôi sẽ phân tích cái vấn đề mà liệu làm giàu. Chứ còn nếu mà bây giờ nếu mà theo như tôi mà phán đoán như thế này, các năm trước các bạn mà mua những cây liệu như này là các bạn sẽ không mua được. Xong rồi gã đầu bạc quát những cây này khoảng 600 triệu mà toàn những cây ở dưới đất này cho lên chậu đã phải là hàng thuần chậu đâu. Mà cái cây nịu hơn trăm tuổi ấy. Ông bỏ mẹ nào vào đây này, quả đây này. Rụng tơi bời này. Đây này. Không, xin lỗi mọi người ở cái chỗ mà hở hang như thế. Nó ngồi nó có biết ý biết tứ như mình đâu. Đây này, cẩu thế nào nó gãy bà nó cây này. Cẩu hai cây nó sát vào nhau quá này. Nói chung là mình chê trách anh em nó xong rồi con thằng Mạnh nó lại vừa chê trách tôi. Bảo ông có ở trên này đéo đâu. Mà gãy cả cành. Ông có ở trên này đéo đâu. Thứ nhất là xuất cây tí nó còn cẩu cái ấy kìa. Ông cứ ngồi ông vẽ cho anh em ở trên mạng xong anh em trên mạng lại được thể hùa theo tôi. Ông Dũng ông chả biết đúng sai thế nào, ông cứ mắng bọn tôi. Ở đây làm còn không hết việc ấy, bây giờ đi chăm xong rồi đi tưới xong rồi lại thêm một vài khóa bổ túc. Đi xuống nại ốc Long Hưng này học thằng Lâm là cách chăm cây với phun phóng thế nào. Mà xuất cây nó cứ mầm như này thời gian đéo đâu mà đi học một khóa, hai ba khóa ấy. Còn Lâm em với cả bọn thằng Việt Anh với nhà vườn lớn nhất miền Bắc nó phẹt cho 100 triệu một khóa học thì nhân viên đứng đây không học được. Đây này cái quả mà quả ngoài kia kìa. Nhưng nó cao lắm, tôi định vào đây lấy thang nhưng mà. Chứ còn quả chứ là gì, quả cái mã nó xấu. Còn sáng nay là nó cẩu một chậu ở đây rồi. Còn chả biết chậu, còn có hai chậu to này thôi. Chậu to này thì cái giá nó cao hơn là cái hàng kia. Tại vì cái thân nó đã khác rồi, các bạn nhìn thân cái tán nó đã khác rồi. Như này, sáng nay bán cây chậu ở đây rồi đây này. Công nhận là với cái hàng ngoại nhập này nhá, mà nó cứ đi hàng ảo ảo ấy. Chứ nó mà toàn những cây trăm triệu đấy, không phải là cây mà kiểu khố rách áo ôm tầm 100.000 hai cây với 100.000 ba cây đâu. Nhưng mà hàng này hàng to, nếu mà hàng Việt Nam nịu ta cũng phải 30-40 triệu. Này. Nó bảo ấy, nó bảo là ông cứ can thiệp chuyện. Nhà vườn Tuấn Phúc vừa đi qua rồi nhưng mà này, ngại quá thế là không vào. Đây này, quả của nó cũng tiệm cận cái quả lúc đấy tôi vừa cắt đây này. Kéo này. Nhưng mà quả này vẫn bé do quả lúc đấy. Còn đây này, quả này mới là nó ấy nhưng mà nó cao, nó tít ở trên ngọn. Kéo leo được lên. Cái quả này cũng khá ấy, này quả kia nó đẹp kìa. Đây này. Quả liệu này, này nhìn cái quả trên kìa nó to lắm này này. Đấy, quả trên này. Còn bây giờ nếu mà muốn ấy phải vào trong kia lấy thang. Vòng kia lấy thang thì các ông mới nhìn thấy được. Cái dái này này, mình thích cái dái kiểu dái này này. Cái dái quả chứ không phải cái ấy. Đấy, nó như thế này này, nó rất là đẹp. Nó như kiểu cái đèn lồng ấy. Đấy, quả tự nhiên ở trên cây như này. Bọn này buộc dây thép là chẳng qua nó đỡ cái cành này thôi. Chứ còn nếu mà bỏ ra là nó thong xuống đây này, càng có lẽ càng đẹp. Nhưng mà thực ra là buộc dây thép này để nó đỡ như này thì nó đỡ gãy. Các bạn hình dung chưa? Đấy, nó vít tán vít tiếc này. Còn các video của tôi hầu như là toàn thật hết. Mẹ mình mà chỉ dán 502 thôi, con thằng Mạnh, con thằng Dũng nó đã lêu lêu rồi. Tức là chúng nó không muốn là kiểu tô son chát phấn cho cái sản phẩm.
làm một cách rất là thật thà. Không không muốn tô son chát phấn. Bây giờ tôi chỉ cần ra ngoài kia mua 502 hay là buộc chỉ vào cái cây này mà phát là chúng nó, mặc dù là tôi được làm gì thì tôi thích, nhưng mà chúng nó sẽ lêu lêu ở trong lòng. Ôi tao tưởng mày thế nào, suốt ngày lên mạng nói chuyện đạo lý, mẹ cũng buộc chỉ, cũng dán 502. Tức là đấy, với những người còn cái việc mà buộc chỉ mới dán 502 mới cả tô son đánh phấn cho cây, thì tôi phải nói thật là đảng và nhà nước ta cũng thế. Cho nên là nhiều ông khi mà xem cái video mấy cả các cái ảnh mà VOV nó chụp ảnh là mấy cái chị em phụ nữ ở trong tù ấy, tức là phạm nhân nữ ấy, mà 1-2 hôm trước nó đăng ấy, là nói thật với cái người tri thức của tôi cũng khá tri thức, tôi cũng thích đọc sách, đọc báo. Nhưng ở ngoài cuộc sống này, nói chung là cuộc sống nó cuốn mình đi, đéo có thời gian đọc sách, đọc báo. Cái thứ hai nữa là, nói thật ra là ở đây nó toàn kiểu ma mãnh không ấy. Mình đang đọc sách dở thì nó lại bắt đi kiếm tiền. Nó không cho mình kiểu mình đọc sách, đọc báo. Mà thấy VOV nó đăng những cái cảnh mà chị em phạm nhân trong kia đọc báo mới đọc sách rất là yên tĩnh. Xong rồi mặc áo tù thì bó sát. Tóc thì nó cứ kiểu nó xõa ngang vai ấy, như kiểu ma ấy. Như kiểu ma nữ ấy. Áo tù thì áo bó. Còn tôi ngửi cái mùi tóc thì có thể là săn si hoặc ê chăn tơ đấy. Đấy, như thế thì các ông bảo là nỡ lòng nào tôi lại không vào tù. Vào tù để gặp chị em phụ nữ chứ nhỉ. Nó không hiểu là đấy là cái chương trình mà VOV nó tuyển sinh cho nhà tù hay sao ấy. Đấy, cuộc sống nó thế. Mẹ vào trong ý xong khá bảnh thì cũng chăn lợn mới nuôi gà mới nuôi các thứ. Cuộc sống cứ như là tiểu phu ấy. Nhưng mà ra ngoài thì các ông nghe những cái bọn mà nó live stream mà nó cuộc sống trong tù ấy, mẹ nó đánh cho như chó. Cho nên là phải nói thật cho các bạn là các bạn xem những cái bài của VOV, VOV mấy cái gì ấy, mấy cả thông tấn xã Việt Nam ấy, là không phải khuyến khích các bạn là đi tù để cuộc sống nó an nhiên tự tại đâu. Cái mà người ta lên báo là toàn những cái mà nó nói là cái theo cái hướng tốt thôi. Vào đấy tù nhân nọ, tù nhân kia nó đánh cho như chó thì nó mới lại bảo là ơ tao lại tưởng là cuộc sống trong tù sướng lắm. Các bạn hình dung chưa? Còn đây cây cối là quả tự nhiên. Nói chung là cái sản phẩm này mình bán là không có ái ngại gì, thậm chí còn khuyến khích các ông. Còn vấn đề mà làm kinh tế thì thực tế là như cái này bảo anh em, ví dụ như cho lên chậu mà các thứ ấy, tức là lấy những cây như thế này bảo anh em chúng nó, kể cả đấy Tuấn Phúc mấy các thứ ấy, đây như những cây như thế này cho lên chậu để từ cây hơn chục triệu mà nó to tổ bố tổ càng như này, cho lên chậu như này xong rồi bắt quả mấy các thứ linh tinh để bán những cái chậu thành từ mười mấy triệu thành 50 triệu. Nhưng mà thường là anh em chúng nó sợ, chúng nó dén, chúng nó bảo là sao hàng Trung Quốc nó về liên tục như thế thì cạnh tranh làm sao được. Nhưng cái chính là các ông lấy các cái hàng này, các ông cho lên chậu, các ông có chăm để được như thế này hay không, xong rồi nhìn xem cái mô hình của nó bắt quả như thế nào, nó thế nọ thế kia thì các bạn mới ấy. Chứ mẹ bây giờ về xong rồi như ở trên nông nghiệp này, lấy xong rồi cứ vứt mẹ nó thế này, thích sống thì sống, thích chết thì chết đi, thì làm sao mà các bạn có công được, mà các bạn bán làm sao được cái kiểu này. Bán thế này ví dụ hàng Trung Quốc nó về, nó chỉ mất một lần cẩu xuống đây xong cẩu lên xe. Bây giờ các bạn này mua cái cây này không, các bạn đặt về vườn, xong rồi mặt bằng mặt biếc nữa, xong rồi mất công cẩu từ đây về vườn các bạn. Các bạn đồ làm sao được hàng Trung Quốc. Tất cả những người anh em của mình toàn rén cái kiểu này hết. Tức là bây giờ hàng Trung Quốc nó về liệu lấy liên tục như này thì mai sau làm sao mà mình cạnh tranh được với cái hàng này. Thì các bạn cho lên chậu hay các bạn quay vào nó phải được như thế này này. Đấy, các bạn phải nghĩ chứ. Còn tôi cũng hôm qua tôi cũng đau đáu về cái vấn đề ý, thì tôi mới bảo là không biết là hay Trung Quốc nó ghép từ quả nhỏ. Giống như kiểu mình có thâm niên về cái vấn đề mà cái mẹ gì nhỉ, bưởi ấy, bưởi ghép từ quả bé xong rồi nuôi đến Tết ấy, thì là tôi bắt đầu tôi bảo là hay bọn Trung Quốc nó ghép quả từ lúc nó bé tí này, nó bé tầm ngón tay này. Nói các ông chả hiểu gì, ở đây nó lại không có quả bé để cho các ông xem. Mà bên Trung Quốc sao nó làm đều được như này nhỉ, không ghép hoặc là nó kiểu nó ra quả đồng loạt thì làm sao mà quả nó được đều như này. Tức là 1, 1, 8, 1, 10, 1, 7, 1, 8, 1, 10, chứ ví dụ như là nó lại có thêm quả tin hay thế nọ kia. Toàn còn đây nói thật ra tôi cũng chưa đọc cái mùa mà quả liệu nó ra quả. Nhưng mà đấy rõ ràng đây này, ví dụ như là nó cắt từ những quả bé bé này, nó cắt từ những quả bé bé này xong rồi nó theo như kiểu là bưởi của mình ấy. Đây quả này thì chết, quả bị héo đây, nó bị gãy này. Đây này, tức là nó giống, nếu mà nó giống như bưởi thì có lẽ là nó cắt những cái quả còn bé hơn quả này. Nó chỉ bé bé xin thôi, tầm như này, xong nó ghép vào cành, xong để cho cái cây liệu nó tự nuôi, mai sau quả nó tự to ai. Nếu mà nó giống cơ chế như thế thì dễ làm.
Còn nếu mà ví dụ như là chúng ta phải ép làm sao cho quả nó ra đồng loạt, xong rồi bọc biết các thứ, thì anh em phải thế thì nó mới có công chứ. Chứ còn thực ra nếu mà hàng Việt Nam đắt hơn cái hàng nhập, mà chúng ta hàng Việt Nam chúng ta không có để tự sản xuất. Hiện tại bây giờ các cái chậu lựu này toàn phải nhập Trung Quốc hết. Thế thì các bạn phải chứng minh được, một là chúng ta có ý chí là chúng ta làm giàu, thì chúng ta phải tạo ra giá trị cho xã hội, chứ không thể cứ quay xong rồi cò kênh lên được. Các bạn hình dung chưa? Thì những cái video của tôi nó thật ra là chắc là cũng không ai nói. Ai nói? Nếu mà chỉ quay xong rồi báo giá cây thì nó là cò. Còn đây là nói chung là cò nhưng mà đầy có lương tâm. Để cho các ông còn có công ăn việc làm, các ông xem livestream ít thôi. Và xem đến mức nào đấy thì mình phải bắt tay vào làm. Tôi chưa thấy một ông nào mà gắn bó với một công việc nào đấy tầm 5 năm, 7 năm mà không thành nhân, thành công cả. Chẳng qua là các ông cứ đang làm cái gì xong các ông nghiêng ngó, các ông bỏ giữa chừng. Và cái nói chung là đạo đức, trí tuệ, nghị lực của các ông không tốt. Chứ còn nếu mà ví dụ như các bạn yêu cây, xong lại chăn trở làm giàu, thì có lẽ như ông anh tôi là bốc những cái bọn hơn 10 triệu này về, xong rồi quay bầu này, bạn chăm được tán. Chứ ở đây trên nông nghiệp này người ta bỏ bẫng như là này. Thậm chí những cây hàng chậu nó rất là đẹp này, chỉ được chăm này. Nhưng ở đây nó thật ra hàng đi hàng về. Xong ở đây mà nói các bạn bảo là toàn thạc sĩ nông nghiệp mấy các thứ linh tinh, nó biết giống tôi thôi. Nhưng mà để mà tiến hành làm thì phải những nhân viên làm và những người nông dân đích thực. Chứ còn nó nói ở trên livestream hoặc nó nói văn nói vở xong rồi bằng biết nó dơ ra thì các ông không đọa được. Nhưng mà để mà kinh nghiệm thực chiến thì các ông phải làm. Chứ tôi đây ngay cái việc mà cái nho, à cái cây về ấy, nguyên tắc nó là như thế nhưng anh em không có làm đâu. Chắc bây giờ nếu mà hôm qua tiếc tiền thì lại dâm dâm tạm ở chỗ nào có cát. Chứ bình thường là gãy là chúng nó, có thể chúng nó cũng biết. Biết việc ghép đời, vẫn nguyền. Mấy cái kia chắc là dâm mà đéo được rồi. Đây, như tôi mà nói hoặc như em, thằng em nâm một phát là, mà thằng em nâm nó không biết gì về ghép. Như tôi một phát là từ hôm qua mà nó mới gãy ấy, nó vẫn còn tươi ấy. Là ép nó vào như này xong rồi lấy cái dây buộc nó vào. Lấy cái gì nhỉ? Cái giấy bóng ghép cây ấy. Còn những cái loại mà đất ra đất, cây ra cây chắc nó vứt con bà nữa. Ở trên này cũng thế. Bọn cái nhung với cả cái bọn cái muôn toàn thạc sĩ về nông nghiệp học hết. Nhưng bảo chúng nó chăm cây thì éo bao giờ. Bán cây thôi, cò cây thôi, hoặc là nó nhập về nó bán thôi chứ còn. Nó không chăm đâu. Phải những cái người nông dân ấy. Thu nhập bây giờ nó đang 20 triệu, 30 triệu hoặc 50 triệu, 100 triệu một tháng. Mấy trăm triệu một tháng giờ hơi ở đây bây giờ đi buộc từng cây một. Các bạn hình dung chưa? Nó còn xem địa vị của bạn như thế nào. Còn với những bạn mà xem livestream mà thu nhập 3 triệu mới 5 triệu mới dưới 10 triệu ấy. Các bạn phải đau đáu chứ. Xong đến một giai đoạn nào đấy thì là các bạn ngồi xem livestream thoải mái. Không ai nói gì, nhưng khổ lỗi là bây giờ thu nhập đang thấp. Các bạn hình dung chưa? Đang thu nhập các bạn đang thấp thì các bạn phải tập trung các bạn kiếm tiền đã. Đến một giai đoạn bạn cứ cầm điện thoại bạn đi rong rong nhong nhong này vẫn có người xem. Nhưng bây giờ khổ, thu nhập nó thấp, các bạn livestream không có người xem. Hổ khổ chưa? Tại sao các bạn không đau đáu nhỉ? Tôi đau đáu hộ các bạn còn được, tại sao các bạn không tự đau đáu cho số phận của các bạn nhỉ? Còn cái cơ này nếu mà anh em chúng nó bán lẻ tầm 800 đến 1 triệu. Cái thủy hình như nó cũng báo bán lẻ nó bán 800. Đây là lựu tím. Ở đây bây giờ thực tế là 70 giống lựu ở bên Mông Tự. Trên thế giới bây giờ hơn 100 giống lựu. Nhưng mà về đây thì nói chung là đến bây giờ nó có, ở Việt Nam mình thì nó ở sẵn là nó tầm 3-4 giống lựu rồi. Bây giờ ở đây thì thêm 3-4 giống nữa. Nhưng mà thường anh em chúng nó không biết. Chúng nó cứ đặt cái giống lựu đỏ quả đỏ này ở trên chậu mấy cái hàng bonsai kìa. Nếu tôi nghĩ là các ông nếu mà mua một cây bonsai này, thà các ông một cái cây kiểu cây thoát thân như này là lựu tím này, thà các ông mua mẹ cái chậu bonsai kia còn đẹp hơn. Nó chuẩn giống lựu Ấn Độ. Quả nó ngọt. Còn cái dòng này nó là cái lựu ấy này, lựu tím này. Còn tôi có nói rồi, tức là lựu tím này thì có lẽ là ăn không ngon nhưng mà nó làm cảnh thì đẹp. Làm cảnh thì đẹp hơn cả cái lựu đỏ. Tại quả nó từ lúc bé nó đã ấy rồi đây này. Đây gãy lại gãy tiếp không cánh nữa này. Đấy. Mẹ như thế này mà vào tay em nâm này em ấy, em dâm cát là mai sao biết đéo đâu lại ra dễ. Đây các ông đấy. Triệu bạc ra đi. Còn tôi nói thật ra kiểu như kiểu là tôi đang nói cho các ông mà các ông cũng như người nhà của mình ấy. Mẹ mình đau đáu lắm ấy chứ. Mới là cái thứ hai nữa là các bạn bảo bây giờ những cái thằng mà nó giàu, tức là khách hàng giàu ấy, thì những cái ông nào ông chạy quảng cáo hay ông gì ông tiếp cận mẹ nó hết rồi.
Bây giờ cách nhanh nhất để mình có cái khách hàng giàu bằng cái cách là mình làm sao cho các khách hàng đang xem live của mình nó giàu mẹ nó lên. Thì mai sau người ta gắn bó 2 năm, 3 năm, thậm chí 5 năm. Đến khi người ta giàu, người ta quay lại, người ta nhớ đến mình. À, ngày xưa nghe thế nọ thế kia, thế mình cố gắng mình làm. Bây giờ mình thành tỷ phú rồi, thôi mua cây ủng hộ nó. Chứ bây giờ toàn những thằng tỷ phú, nó đang tỷ phú sẵn, tôi toàn khịa chúng nó mới chửi chúng nó. Thế là chúng nó mua làm sao được. Con Thủy bảo là cái chi nó đang đang hỏi em về cái tùng Na Hán. À tùng đéo gì, tùng Nhật, tùng Nhất gì. Ra quay vườn tùng. Bảo là ra đấy này gặp gã đầu bạc. Thì gã đầu bạc dạo này mình khịa cũng vài video rồi. Sợ vào đấy này xảy ra án mạng thì lại không hay lắm. Còn thực ra tôi bảo rồi, cái xây dựng cuộc sống của tôi, kể cả từ bây giờ đến mấy năm nữa hoặc chục năm nữa, các bạn thấy tôi, tôi thích nói gì thì tôi nói, không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức là được. Ông nào buôn gian bán dối thì mình vẫn khịa bình thường. Đấy, gã đầu bạc hoặc Lê Minh Plaza hay cái mẹ gì đấy, tôi vẫn khịa bình thường. Đấy, với những cái liệu này mà các ông ấy cứ bảo là người Trung Quốc, thương gia Trung Quốc sang trả 600 triệu rồi tôi chưa thèm bán. Mấy cả thương gia Trung Quốc sang trả 6 tỷ 2 tôi chưa thèm bán. Mẹ rõ ràng là nhập bên Trung Quốc lại cứ bảo là thương gia Trung Quốc sang trả. Thế có phải là giống như y như cái trường hợp mà các bạn VOV cho tù nhân nó đọc sách đọc báo xong rồi mà nó như kiểu là đợt tuyển sinh mới vào nhà tù không? Thế cho nên là tôi không hài lòng cho lắm thôi chứ còn. Có động chạm gì đến người ta? Cây này nói chung là mình bán ví dụ như là 10 năm 20 triệu hoặc 50 triệu người ta bán 600 triệu thì càng mừng cho người ta chứ sao. Nhưng nó nói phét quá. Không ạ. À? Nó nói phét quá, nó cứ thương gia Trung Quốc sang trả 6 tỷ 2 tôi chưa thèm bán. Xuất xứ từ Trung Quốc này cứ bảo thương gia Trung Quốc nó sang nó trả. Tôi ra lều ngồi, cầm ra bàn. Ông nào, tức là cái loại này thì ăn thì nói chung là nó ngọt. Còn thực ra ở đây nó nhiều kiểu hoa thơm trái ngọt quá cho nên anh em chúng nó cũng không thiết tha lắm. Nhãn đầy ở ngoài đầy bàn kìa. Ăn nó ngọt. Ừ, các bạn không hình dung được đâu, tại vì cái giống quả này nó 350-400 nghìn một cân ở trên mạng cơ mà. Chứ có phải nào các bạn mua ngoài chợ đâu mà. Các bạn muốn trồng cái loại nào tốt nhất là cứ lên mạng. Đặt cái quả ý ở trên mạng. Chứ còn nếu mà các bạn mà ví dụ như muốn trồng gì, cái mẹ gì nhỉ, vú sữa hoàng kim. Thì các bạn phải đặt trên mạng, các bạn mua vú sữa hoàng kim về các bạn ăn xem quả nó có ngon hay không rồi các bạn mới tiến hành. Cái loại này cũng thế, các bạn mua trên mạng là nịu đỏ Ấn Độ, nịu đỏ Ai Cập, các bạn phải ăn quả đi đã, xem nó ngon hay không thì các bạn mới nên trồng số lượng. Còn cái cách mà tôi bảo anh em chúng nó làm, các anh toàn anh em nhà vườn này, nhưng anh em nhà vườn nó cũng vẫn đang rén. Còn cái loại này đây bây giờ như thế này toàn phải nhập bên Trung Quốc đi. Như nhập bên Trung Quốc thì cái hàng đất thì nhập được, hàng đất thì cái cước nó rẻ, chứ nguyên cái hàng chậu này các ông biết là hàng chậu này mà nhập bên Trung Quốc, thứ nhất là về các bạn nhìn cái số quả trên cây các bạn đã khiếp rồi. 300-400 nghìn một cân quả, nên các bạn đếm xem trên cây nó đã lên chục cân không. 4 cây 3 quả kia là một cân, phải chục cân đấy, chục cân quả đấy. Chục cân quả là nguyên tiền quả trên cây nó phải mấy triệu rồi đấy. Các bạn không tin tôi, các bạn cứ tra lên trên mạng mà xem liệu Ấn Độ, liệu Ai Cập, thì liệu đỏ Ấn Độ, liệu đỏ Ai Cập là thì người ta bán bao nhiêu tiền một cân. Mẹ nguyên như này cứ tầm 3 quả nó một cân, 3 quả một cân, 3 quả một cân. Các bạn nhìn cái loại này ấy, mấy cái loại liệu mà 40-80 nghìn các bạn mua ngoài chợ ấy, thì nói thật với liệu của tôi với cái kiểu của dòng liệu này, tôi nhìn cái vẻ bề ngoài tôi chả thấy khác mẹ với nhau, nhưng mà ăn quả mới biết. Có cái dòng liệu 40-80 nghìn ngoài chợ là mọi người đây này, những cây này, nhưng mà nói chung là quả nó đẹp, quả nó đỏ, vỏ đỏ, ruột đỏ, cái dái này nó rất là đáng yêu đây này. Tôi gọi cái này là cái dái này. Thì nhiều bạn ở trên mạng nó bảo là giống kiểu đồng lồng đèn hay cái gì gì đấy. Thì khi mà chăn trở về thu nhập nó đủ lớn thì các bạn mới biết được. Là ví dụ như đấy chúng ta. Nhưng mà thường anh em nhà vườn bây giờ đang rén. Là vì là hàng Trung Quốc nó về liên tục. Tuần sau là về như 2 xe. Bây giờ bên ý đang đánh. Chỉ 2 hôm nữa là về. Cái dòng này. Thường là anh em bảo là mẹ cái loại này về liên tục mà nó rẻ như này. Mình làm cho ôm chục cây xong về mai sau bán kiểu gì. Ông anh tôi có bảo mỗi câu là thế tao nuôi một năm, năm sau có được 20 triệu hay không. Cái chủ yếu là anh em làm kiểu gì thôi. Chứ còn đây bây giờ hàng Trung Quốc nó về nó cắt cụt thùn cụt như này. Nhưng mọi người có làm được như thế này hay không, hay là có làm được bóng tán nó không, xong rồi dây thép dây đồng hay làm cho nó tròn tròn. Chứ còn hàng Trung Quốc về thì nhất là như này nó rụng mất. Như cây này phải rụng mất nửa già quả rồi. Cây này thì vẫn còn nhiều. Nhưng đây, cứ mỗi hôm thì nếu mà cắt thì tầm 5-6 quả. Nó thối ấy. Thối ấy. Còn nếu mà các bạn bảo là
là tại sao nó thối thì tôi có giải thích rồi. Giống như kiểu là các bạn đang nằm ở một chỗ thì các bạn rất là khỏe. Nhưng mà ví dụ đây là hoa của nó nhá, hoa tự nhiên nhá. Tức là các bạn nếu mà các bạn mà đang nằm ở một chỗ thì rất là khỏe. Nhưng tự nhiên thằng bỏ mẹ là nó vực các bạn dậy, xong rồi nhét vào một cái ô tô bíp hay ô tô khách, chạy tầm 1000 cây, 1000 cây số ấy. Thì sau 1000 cây các bạn xuống, các bạn có khỏe được nữa hay không? Hay các bạn đã yếu đi dần so với cái lúc ấy rồi? Thì nguyên tắc của nó khi đã yếu thì nó tự bỏ quả. Quả nó thối mấy cây. Thứ hai nữa là nó kiểu nó đi, nó vận chuyển này, vận chuyển thế cẩu lên cẩu xuống, thế là nó cứ va chạm đập vào đây này. Thế khi mà quả nó bị va đập, nó bị ấy thì là nó sẽ dần dần nó thối. Có thể là khi về là có lẽ bọc, nhưng lần trước bọc quả rồi nhưng nó vẫn bị thối. Thế còn Dũng bảo tháo hết ra không nó thối, tháo hết cái màng bọc ra như bên kia nhỉ. Đây này, như lúc đầu là nó như thế này này. Lúc nó về là bên Trung Quốc người ta bùa bọc như này này. Các bạn hình dung chưa, nó bọc như này này. Nhưng con Dũng nó bảo là nó chỉ đạo là lần trước lấy về là cứ bọc như này là bị thối. Cho lần này về là phải tháo hết ra. Các bạn hình dung chưa, tháo hết ra thế nào, nhưng mà tháo hết ra thì tôi cũng không hiểu tại sao mà nó lại thối như thế này. Đấy là cái vấn đề mà có nhiều quả lắm. Đây là nó cứ thối này. Các bạn dưới những cái gốc này mà cây nào cũng phải chục quả. Còn cái lúc cẩu xuống này, quả nó rơi vãi lung tung. Còn ở đây thì nói thật ra là hoa thơm trái ngọt thì rất là nhiều. Anh em chúng nó ăn không hết. Mấy cả kiểu ăn chán rồi. Đây nho thân gỗ này. Với các bạn thì thấy lạ là tại vì là đấy, tao chưa từng xem một cái gì nó thực tế như thế này. Nhưng mà ở đây kiểu mọi thứ nó có sẵn rồi. Cho nên là có thiết tha gì đâu. Nho thì thực ra những cái cây này nó mới về cho nên là quả nó chưa được to. Các bạn ra ngoài kia thì mới nhiều. Nho ai, nho thân gỗ ấy. Nhưng mà quả nó rất là nhiều. Với nhiều bạn xem này có lẽ còn chả biết cơ. Ồ, đây hoa này quả này. Một ngày cứ phải cố gắng làm vài ba cái video để duy trì. Thôi được rồi, chào mọi người video này. Đây, nhiều ông cứ bảo là mình dán quả. Bị lừa, bị người ta lừa chán rồi cho nên bây giờ thằng nào nói thật đéo tin. Bây giờ mình bảo là ở trong tù nó ngoài thời gian đọc sách ra, có thể là đọc sách chỉ khi nào mà có báo chí nó đến nó quay. Nó bảo quay cuộc sống ở trong tù, nhưng mà báo chí đảng ấy. Chứ còn nếu mà bây giờ mà để tôi mà tôi vào đấy tôi quay, tôi cầm điện thoại lên quay là mẹ cảnh đánh nhau rồi, cảnh buồn rồi, cảnh nhớ nhà rồi, nhớ người yêu rồi. Như thằng Khá Bảnh bây giờ nó đang con, ngày xưa là em gì mà hứa sống với nhau là chồng yêu với vợ yêu, nó đi lấy chồng rồi sao ấy. Mẹ bây giờ lại buồn thối ruột lại. Mỗi tội trong ấy nó không có TikTok để nó xem. Nhưng cuộc sống trong tù nó không như các bạn nghĩ đâu. Mẹ đọc những cái bài báo của VOV vừa rồi này, chả bao nhiêu phần tử như mình lại muốn đi tù. Thôi được rồi, nghỉ ra. Đang chuẩn bị cẩu. Xe cẩu nó đến. Tí nữa tôi cẩu, à tôi sẽ quay cho mọi người cái cây hồng phụng. Không, nói sơ qua về cây hồng phụng. Anh em, mấy anh em ở làng nghề cây cảnh nó bắt đầu đang trồng cái loại này này. Cái đây khoảng hơn một năm. Hiền Tổ có hỏi tôi là anh xem ra cái loại này trồng có được hay không. Tức là luôn luôn với những người mà người ta đau đáu tương lai ấy, bao giờ người ta cũng chăn trở là trồng cây gì nuôi con gì. Đôi khi là trong cuộc sống mà ví dụ như các bạn đang phải mua lựu đỏ Ấn Độ, lựu đỏ Ai Cập mà 350 một cân. Người ta sản xuất ra mà người ta bán ra khoảng tầm 200 hoặc là 250, nó rẻ hơn so với cái thị trường đang mua đấy là cống hiến rồi. Không không thể đóng góp là các cái việc là người ta phải thế nọ phải thế kia được. Mà gọi là người ta cung ứng cho thị trường với cái giá mà các bạn chấp nhận được. Và hiện tại đang phải nhập. Những người ta tự người ta sản xuất ra xong rồi. Đấy anh em chúng ta đau đáu như thế này. Các cái loại này ở Việt Nam ví dụ như là chưa có hoặc là chưa có ai sản xuất số lượng. Anh em chúng ta đau đáu là có làm được hay không, có kiếm được thu nhập hay không. Chứ còn nhiều khi là các bạn kiểu cố chấp bảo thủ, chỉ có muốn trồng lúa nước hoặc rủ cả thị trường là trồng lúa nước cho nó chắc. Thì là cứ người khác làm cái gì khác các bạn không trồng lúa nước là các bạn cho là gàn, cho là dở hơi, cho là đừng có lùa gà nữa, đừng có hại bà con nữa, bà con mình đã khổ lắm rồi. Thế thì nếu thế thì cứ trồng lúa nước hàng mấy nghìn năm mới việc gì phải thay đổi cơ cấu cây trồng làm gì. Người ta trồng lúa nước quá nhiều rồi, cái giá lúa nước nó không được cao thì người ta lại chuyển sang cây khác. Thì cái làng nghề cây cảnh của bọn tôi nó xuất phát từ cái ý này. Các cụ ngày xưa thì cũng đau đáu dạy tương lai là trồng cây gì nuôi con gì. Chứ còn không bảo thủ như các ông. Bảo thủ như các ông là thay vì trồng lúa nước thì các ông bây giờ không cãi nữa, các ông bảo là bây giờ trồng cây ăn quả nó mới chắc. Tôi chả thấy chắc đâu, nhãn chắc 5.000-7.000 cân ở tôi. Ông anh bảo mẹ nhãn năm nay được mùa khéo ném nhau.
Nếu các bạn mà phá cái chấp thì các bạn mới thoát ra được. Chứ còn nếu mà các bạn còn chấp thì nó khó lắm. Thay đổi cái chấp của bản thân đi. Bây giờ mình quay cái mẹ gì cũng bảo là lùa. Còn ông nào chả khôn rồi. Ông mà bây giờ mà ông có cái cố chấp của bản thân thì tôi có thật là tôi có nhét cho ông cây để ông trồng ông cũng không trồng. Trừ khi tôi phải nói thật ra tôi nhét cho ông cây. Cái thứ hai là tôi còn phải ký với ông một cái hợp đồng gọi là bao tiêu sản phẩm. Thì ông như thế là ông mới dám làm. Nhưng mà dám làm như thế là có thằng cung cấp giống, có thằng bao tiêu sản phẩm rồi. Thế việc đéo thì tao phải làm. Bình thường thì nếu mà tao bỏ tiền ra tao mua giống, xong tự tao lo đầu ra, thì tự tao vận động là phải chăm cây 8 tiếng một ngày cơ, hoặc 10 tiếng một ngày. Tự nhiên có thằng bao tiêu rồi, thôi. Bố mày hôm qua mơ con 83, không biết là đánh tiến hay đánh nùi. Xong rồi cộng trừ nhân chia chán. Thế là cuối cùng chỉ có ra ngó cây thôi. Đến thời điểm cho ăn còn đéo cho ăn. Tại có thằng cung cấp giống, có thằng bao tiêu. Con người ta vừa có tính tham vừa có tính nghỉ lại. Các bạn hình dung chưa? Chứ còn bây giờ chỉ vẽ cho các ông như thế thôi. Ai cũng khôn lớn hết cả rồi. Cái thứ hai là chúng ta phải tự chịu trách nhiệm. Bố mẹ cũng không thể bao bọc cho các bạn cả đời được. Bố mẹ còn chết trước cơ. Còn nói thế nhiều ông tự ái thì kệ các ông ấy. Và mất mẹ cái bật lửa. À đây. Ngồi đây hút điếu thuốc uống cốc cà phê. Tự pha. Còn tôi nói nhưng mà nếu mà có cái vấn đề gì nghịch nghĩ quá thì các ông bỏ qua. Nhá. Yeah.